Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì nhiều khán giả đã bắt đầu thắc mắc với tôi là tại sao trong thời gian gần đây một số những công ty truyền thông được xem là cực tả trước đây bây giờ lại đổi thái độ khá trung dung, đặc biệt là nhất là sau cái cuộc điều hành của CNN trong cuộc tranh luận của ông Joe Biden và ông Trump. Thì người ta thấy rõ là có cái sự nào đó trung dung hơn và có thể bình tĩnh hơn, đó là CNN. Bên cạnh đó thì những cái công ty truyền thông khác được xem là cực tả trước đây thì bây giờ bắt đầu mềm giọng, từ tờ New York Times cho tới tờ Washington Post. Tờ Washington Post thì vẫn còn cái khuynh hướng rất cực tả, nhưng mà nó đã giảm bớt rất nhiều trong thời gian gần đây. Và tờ New York Times thì đã bắt đầu có thái độ được xem là giống như đài truyền hình CNN. Đài NBC thì bắt đầu cũng có thái độ trung dung hơn. Tuy nhiên thì công ty phụ của NBC, tức là MSNBC, thì vẫn còn nuôi dưỡng cái khuynh hướng cực tả rất là nhiều. Thì quý vị, tuy nhiên thì ít nhất trên bình diện chúng ta thấy được là các công ty truyền thông đã bắt đầu đổi thái độ trong cái mùa bầu cử năm nay. Thì chuyện gì đã làm cho họ đổi thái độ? Trước khi ấy, tôi sẽ đưa cái bản tin này cho quý vị để thấy được tại sao họ đổi thái độ. Tất cả chỉ vì tiền mà thôi quý vị. Đó là trong bản tin mới nhất thì Wall Street đã đứng sơn của bà Harris, trong khi đó thì các trùm ở Silicon Valley lại đứng về phía của ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì những tài phiệt lớn của Wall Street đã bắt đầu ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là Kamala Harris, theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Và hầu hết những tay gọi là đóng góp lớn, quỹ lớn cho phía của bà Harris thì là gồm có tổng giám đốc của Adventure Capital là Mark Leslie, rồi chủ tịch của Lazard là Ray McGill, cũng như là một số những nhân vật của Wall Street Journal gần như là đứng sau lưng để hỗ trợ cho bà Harris sau khi mà bà ta tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Trong khi đó thì những người đóng góp nhiều nhất cho cái quỹ này là George Soros và Alex Soros, là gia đình của nhân vật cực tả này, ủng hộ cho bà Harris. Trong khi đó thì Silicon Valley lại ủng hộ cho ông Trump, từ Tesla, SpaceX cho tới một số những người khác ở Silicon Valley đã ủng hộ cho cái ngân quỹ tranh cử của ông Trump và họ chia ra rất nhiều. Và hiện nay thì trên cuối tháng 6 thì Biden có khoảng 281 triệu Mỹ Kim trong tay, trong khi đó ông Trump đang có là 336 triệu, 2 triệu Mỹ Kim trong tay. Đây là số tiền tranh cử mà hai bên có được tính cho tới cuối tháng 6, tức là trước khi mà ông Joe Biden rút lui. Quý vị, tổng số tiền bây giờ của hai bên là nửa tỷ Mỹ Kim đang có trong tay. Và nếu như mà từ đây cho tới ngày bầu cử thì số tiền này sẽ vượt quá trên 1 tỷ Mỹ Kim cho mùa bầu cử năm nay. Đây là con số mà chúng ta có thể ước tính được khi mà các đại gia, tức là các mega donor bắt đầu đổ tiền vào trong cái quỹ tranh cử của cả hai bên. Thì chưa kể những ứng cử viên độc lập, chỉ nói hai ứng cử viên chính của Cộng hòa và Dân chủ thôi, thì tổng số tiền bầu cử năm nay quý vị, nó đã vượt trên 1 tỷ Mỹ Kim cho hai ứng cử viên tổng thống. Chưa kể tới những cái cuộc tranh cử khác ở cấp liên bang cho tới cấp tiểu bang và cấp địa phương. Thì quý vị, có nghĩa là năm nay số tiền mà bầu cử được xem là kỷ lục nhất so với lại những mùa bầu cử trước và có thể là đứng nhất nhì trong lịch sử của nước Mỹ. Thì quý vị, tổng số tiền đầu tư vào trong cái mùa bầu cử năm nay được xem là khổng lồ. Chưa kể mà hôm trước tôi có nói quý vị là cái tiền mà kiện tụng pháp lý nó cũng không kém đâu, nó cũng lên tới bạc tỷ Mỹ Kim chứ không chơi. Thì quý vị, do đó thì bây giờ mình không nói tới kiện tụng pháp lý nữa, cái đó đã nói rồi. Bây giờ chúng ta chỉ nói về số tiền này sẽ đi về đâu. Quý vị, đa số 2/3 số tiền tranh cử của tất cả các ứng cử viên đều rót vào tất cả những hệ thống truyền thông, trong đó gồm có cả những đài TV, những đài radio, những tờ nhật báo, tuần báo cho tới tháng báo, rồi những cái trang quảng cáo trên tất cả các mạng xã hội. Thì quý vị, họ sẽ là cái nơi hút tất cả cái nguồn tiền tranh cử của các ứng cử viên. Do đó quý vị, năm nay quý vị cảm thấy hơi lạ tại sao các cơ quan truyền thông trở nên trung dung hơn, là bởi vì họ thấy rõ sự thất bại khi thách sai. Quý vị, thật sự thì thất bại về vấn đề tài chính là bởi vì họ đã đi không đúng hướng và không đúng cái vai trò của họ, khiến cho họ đã bị mất khối khán giả, và mất khối khán giả đồng nghĩa với lại mất đi cái lượng quảng cáo.
Và quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là lý do tại sao các cơ quan truyền thông năm nay tỏ ra trung dung hơn so với năm 2016. Và mức quảng cáo trung bình cho một cái spot quảng cáo trên đài truyền hình 30 giây đó, nếu quý vị chỉ phát ở local, tức là ở địa phương thôi đó, giá của nó từ 5.000 cho tới 50.000 Mỹ Kim cho một spot 30 giây. Tức là một lần phát 30 giây ra là từ 5.000 Mỹ Kim cho tới 50.000 Mỹ Kim, tùy theo cái local đó nằm ở đâu. Ví dụ nó nằm ở những cái nơi mà được xem là đông đảo người xem hot nhất như là ở New York, ở Los Angeles hay là Chicago thì cái giá nó cao. Ngược lại nó nằm ở Houston, ở Bắc California, ở Florida hay là ở những nơi khác thì giá nó thấp hơn. Thì tùy mỗi cái địa phương nó khác nhau. Thì giá quảng cáo của một spot 30 giây, tức là chỉ phát cho một địa phương thôi đó, là từ 5.000 cho tới 50.000. Còn nếu như cái spot quảng cáo đó được phát trên nationwide, tức là trên toàn quốc, 50 tiểu bang luôn đó, thì quý vị, cái giá của nó trung bình là từ 200.000 Mỹ Kim cho tới 1 triệu Mỹ Kim cho một spot 30 giây. Nhưng mà nó chỉ là cho những cái quảng cáo bình thường thôi quý vị. Còn mùa bầu cử nó có thể tăng lên, cái giá quảng cáo có thể tăng cao hơn. Nhất là quý vị nhớ những cái giải nổi tiếng như là Super Bowl hay là President Debate, rồi Oscar, thì có khi cái giá quảng cáo một spot 30 giây nó lên tới cả mấy triệu đô la cho một lần chiếu 30 giây. Thì đây là giá quảng cáo của trung bình, tức là từ 200.000 cho tới 1 triệu Mỹ Kim cho một cái spot 30 giây ở trên toàn quốc. Còn nếu mà cấp địa phương thì từ 5.000 cho tới 50.000. Thì quý vị, đây là cái giá quảng cáo của các công ty truyền thông ở trên nước Mỹ. Và do đó quý vị, số tiền mà cả tỷ Mỹ Kim đầu tư vào trong cái vận động tranh cử này thì 2/3 số tiền là được chi ra cho tất cả các công ty truyền thông và truyền thông xã hội. Số tiền 1/3 còn lại mới chi cho các cái thơ tín gửi đi, những cái bản quảng cáo hay thuê mướn các nhân viên vận động quảng cáo. Đó là cái chi tiết mà tôi cho quý vị thấy về cái tổng số tiền mà vận động tranh cử là như vậy. Thì do nhiều người hỏi tôi là, ủa cái tiền đó vô nhiều vậy để làm cái gì? Thì quý vị, đa số họ chi ra tiền quảng cáo trên các hệ thống truyền thông. Và một phần còn lại, họ chi cho tất cả những cái thư gửi ra cho các cử tri. Họ in thư mỗi một tuần hay là mỗi một tháng một lần, họ gửi cho các cử tri của họ. Hay là họ làm những cái biểu quảng cáo, những cái bản quảng cáo để cắm ở khắp nơi. Rồi phần còn lại thì đi mướn nhân viên giúp mình vận động tranh cử. Rồi những nhân viên đó giúp mình đi gõ cửa từng nhà để mà kêu gọi mọi người đi bầu cử, đại khái như vậy. Thì quý vị, số tiền quảng cáo nó được xem là chiếm 2/3. Do đó, tại sao các công ty truyền thông bây giờ dịu giọng bớt cho mùa bầu cử năm nay? Nó ngược lại với năm 2016. Năm 2016 thì quý vị, đám truyền thông gần như là họ dồn nỗ lực tấn công vào ông Trump. Thì quý vị, lúc đó họ nghĩ rằng đại đa số người dân Mỹ đều có một cái khuynh hướng gọi là chống lại cái sự bảo thủ. Do đó đám truyền thông sai lầm ở chỗ này. Họ dồn nhau, họ tấn công ông Trump. Thì công nhận khi họ tấn công ông Trump thì họ được rất nhiều quảng cáo từ những kẻ thù ghét ông Trump. Và những đóng góp tài chính của những cái quỹ PAC mà chống ông Trump đó thì nó chi ra rất là nhiều. Do đó quý vị, nó chi không chỉ là tiền quảng cáo, nó còn chi tiền cho bài viết, phóng sự, tất cả mọi thứ để có thể chà đạp ông Trump. Nhưng kết quả ông Trump thắng cử. Và quý vị, khi ông Trump thắng cử thì đám truyền thông lỡ trớn rồi. Cho nên là 4 năm kế tiếp đó gần như là nó sát sà bọng ông Trump. Sát sà bọng ông Trump để mà nó tìm kiếm cái gọi là thỏa mãn cái quyền lực của họ. Nhưng kết quả để trả giá cho việc thỏa mãn quyền lực này là quý vị, đám truyền thông mất dần khối khán giả khi nó thiên vị một bên. Rồi tới năm 2020, trận thứ hai, nó dồn một lần nữa, nó dồn tất cả tiền lực của khối cánh tả lúc đó tấn công ông Trump ráo riết. Và nó chi tiền cho tất cả mọi ngõ ngách để có thể tìm cách gọi là đánh bại Donald Trump. Tại vì sau 4 năm ông Trump điều hành vùng máy quốc gia, thì quý vị, đám thiệt hại là đám truyền thông tấn công ông Trump. Mất độc giả, mất khán giả và mất tiền quảng cáo. Do đó nó quy trách nhiệm ông Trump là thủ phạm khiến cho nó bị mất. Lúc đó nó chưa nghĩ ra. Nó nghĩ rằng ông Trump là thủ phạm khiến cho nó bị mất. Bởi vì mỗi lần ông Trump lên là cứ chỉ mặt, cứ
tên này là fake news, tên kia là fake news không. Nó làm cho đám truyền thông này bị vỡ đi một phần uy tín. Và khi mà người dân Hoa Kỳ nhìn thấy được thái độ thiên vị của họ, họ bắt đầu rút bớt ra. Họ không còn ủng hộ truyền thông giống như cái giai đoạn trước đây nữa, khiến cho họ trở thành đệ tứ quyền nữa. Thì quý vị, đám truyền thông mất quyền lực từ năm 2016 cho tới bây giờ. Và tới bây giờ thì quý vị thấy là các công ty truyền thông ngóc đầu không nổi. Một phần là bị vì cái cách đưa tin, cái cách bình luận, cái cách làm việc của họ hoàn toàn thiên vị và có chủ ý tấn công. Do đó quý vị, nó làm mất độc giả rất là lớn. Và thứ hai, nó bị cạnh tranh bởi các cái quảng cáo giá rẻ của mạng xã hội. Hữu hiệu hơn, rẻ hơn. Từ YouTube qua tới Google, qua tới Facebook, qua tới Instagram hay là kể cả bên Platform X. Thì cái quảng cáo ở trên những cái này nó rẻ hơn so với quảng cáo trên truyền hình và radio. Chính vì sự cạnh tranh này khiến cho đám truyền thông đã bị mất khán giả, mất độc giả rồi. Bây giờ còn mất luôn cái nguồn thu về quảng cáo nữa. Do đó quý vị, năm nay khi mà nó thấy rằng là tất cả các mega donor của các đảng dồn tiền vào và số tiền khổng lồ, thì quý vị, phần đó họ cho là phần của họ. Nhưng để lấy được cái phần này không phải dễ dàng. Để lấy được cái phần tiền này không phải dễ dàng. Do đó bây giờ họ phải đổi thái độ. Họ đổi thái độ để có thể nhận tất cả các khoản quảng cáo và tìm cách hốt tiền quảng cáo cho mùa bầu cử năm nay. Do đó một phần họ luôn đưa những bài viết, những cái bình luận, những cái phóng sự nóng về vấn đề bầu cử để tiếp tục thu hút độc giả và khán giả, nhằm có thể đốt được cái tiền quảng cáo nhiều hơn. Tại vì năm nay số tiền quảng cáo quý vị thấy sơ sơ, hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cho tới tháng này cộng lại hết là hơn nửa tỷ rồi. Gần 600 triệu rồi. Bây giờ mà đi tới tháng 11 là trên cả tỷ bạc như chơi. Mới chỉ là hai ứng cử viên tổng thống thôi. Còn 435 ghế của Hạ viện, còn 23 ghế của của Đảng Dân Chủ bên Thượng viện, 10 ghế của Đảng Cộng Hòa bên Thượng viện, tức là 33 ghế. Rồi chưa kể các cấp tiểu bang, rồi tới các cấp địa phương. Tổng số tiền quảng cáo này, tôi nói quý vị cả mấy tỷ bạc. Do đó quý vị, đám truyền thông sẽ không bỏ qua cái cơ hội khai thác tối đa vấn đề bầu cử để kiếm tiền. Mục đích của họ là phải thu lại cái phần đã bị mất trong những năm qua. Chính điều này mà đám truyền thông đã bắt đầu có những cái thái độ trung dung hơn. Trung dung hơn, một phần. Phần thứ hai là sau cái biến cố năm 2020, thì quý vị, các công ty truyền thông lớn đó, những công ty như là CNN hay là New York Times hay là tờ USA Today, thì quý vị, họ thấy được rằng tự nhiên vì cái cuộc bầu cử này, bây giờ họ bị đẩy qua cái phần gần như là cực tả luôn. Gần như cực tả luôn, họ không còn cái thái độ trung dung ở giữa nữa. Họ bị đẩy qua bởi vì nhân viên họ thuê mướn vào toàn là những thành phần này không. Do đó từ năm 2020, những kẻ này dần dần đã bị sa thải ra hết. Thay vào đó là những người có thái độ trung dung hơn. Thì quý vị, chính vì vậy mà chúng ta mới thấy được là thời gian gần đây, họ đã bắt đầu có những cái thay đổi thái độ. Tức là có vẻ bình tĩnh hơn, có vẻ công bằng hơn. Tôi nói có vẻ thôi nha, quý vị, có vẻ công bằng hơn. Mặc dù trong cái đó vẫn còn rất nhiều sự thiên vị. Bởi vì những nhân viên mà được làm việc ở trong các công ty truyền thông này, đa số là những thành phần cực tả chui vào. Nhất là tờ New York Times. Quý vị, năm 2020, chính tờ New York Times, một nữ ký giả của New York Times, tức là một reporter của New York Times, đã phải bỏ nghề. Bởi vì cô bị cô lập toàn bộ ở trong tờ New York Times. Chỉ vì cô có cái suy nghĩ khác với người khác, khi mà cô đưa những câu hỏi ngược lại. Đưa ra một vấn đề gì đó, thì cả một đám đều dồn về và đẩy định hướng câu chuyện về một hướng. Cô đứng ngược lại, cô đặt vấn đề. Thì quý vị, cô chỉ là đứng ngược lại để đặt vấn đề cho nó có cái sự quân bình thôi. Thì cô bị cô lập hoàn toàn ở trong tờ New York Times. Thì cô nói rằng, ở trong tờ báo đó mà bây giờ có một cái khuynh hướng khác hay bảo thủ một chút là sẽ bị cô lập, tốt nhất là từ chức. Và cô bỏ tờ New York Times đi. Thì quý vị, là tất cả những kẻ đó nằm ở New York. Và nó chui vào tờ Washington Post cũng vậy. Tờ Washington Post thời gian gần đây đã dịu giọng bớt, nhưng mà bây giờ 80% người của tờ báo này, ở trong tờ báo này, đều là những thành phần được xem là cực tả.
80%. So với tờ New York Times bây giờ nó giảm bớt, nó reduce xuống ít nhất cũng còn 60%. Đài CNN cũng khoảng 60%. Là những thành phần gọi là nó núp trong đó, nó là cameraman, nó là sound engineer, lighting engineer, sướng ngôn viên, tức là news anchor, cho tới columnist, rồi cho tới cái phòng editor, rồi cho tới những reporter, những journalist mà đi lấy tin từ bên ngoài, rồi tới là on the field. Thì tất cả quý vị, những thành phần này đều là những thành phần cực tả hoặc bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực tả trong cái thời gian họ làm việc. Chính vì vậy quý vị, bây giờ mình thấy nó có vẻ như là công bằng, nhưng thật sự một số nơi thôi, như là đài CNN hay là tờ New York Times, thì họ reduce xuống thì cái lượng cực tả trong đó bây giờ cũng chiếm khoảng 60%. Chứ không có giảm dưới 50% hay là khoảng 50% đâu. Ít nhất cũng là 60%. Thì quý vị, tuy nhiên nó giảm được như vậy, tức là cái ngôn ngữ của nó bắt đầu trung dung hơn, ngôn ngữ của nó bắt đầu có những cái gọi là bình tĩnh hơn rồi so với thời gian trước đây. Là bởi vì một phần là do sự thay máu ở trong cái hệ thống làm việc của họ. Một phần khác là cái nhu cầu tiền quảng cáo. Cái nhu cầu tiền quảng cáo và những cái công ty mà được xem là chuyên thầu về quảng cáo đó quý vị, họ bị định hướng bởi những cái tổ chức được lập ra bởi lực lượng cánh tả. Trong đó có Newscar, rồi trong đó có GDL, tức là nó gọi là Global Disinformation Index. Thì quý vị, những cái tổ chức này là những tổ chức ngoại vi. Nó lập ra những tổ chức này, nó chấm điểm các cơ quan truyền thông. Những cơ quan nào có điểm cao trên 50 điểm thì sẽ được recommend quảng cáo. Những cơ quan truyền thông nào nằm ở dưới 45 điểm thì không có recommend. Thì quý vị, nó xếp những công ty truyền thông bảo thủ vào trong cái dạng dưới 45%. Những công ty truyền thông khác nó xếp trên 65% hay là 70%, 80%, 85% gì đó, để những công ty truyền thông cánh tả vẫn hưởng được những cái quảng cáo. Và những công ty quảng cáo họ không muốn nhức đầu. Một số công ty quảng cáo hầu hết nằm ở New York và ở San Francisco đó, là điều hành bởi thành phần cực tả, thì nó đặt ra quy tắc để nó ban bố quảng cáo hay không đưa quảng cáo. Còn một số công ty nằm ở những tiểu bang khác đó quý vị, thì họ dựa trên cái tín chỉ của những tổ chức như là Newscar hay là GDP, tức là những cái tổ chức mà nó gọi là độc lập đó, chấm điểm từng cái rating của từng cái đài truyền hình đó, hay là từng một cái cơ quan truyền thông đó quý vị. Thì những cái nó dựa trên đó để mà nó đưa quảng cáo. Do đó quý vị, những cái quảng cáo này là khổng lồ. Những cái quảng cáo này là khổng lồ. Và bây giờ nó muốn tìm cách gọi là lấy được quảng cáo của cả các phía, không bị trói buộc. Do đó quý vị, bây giờ nội dung nó trở nên trung dung hơn một chút xíu. Và các công ty quảng cáo như Newscar đang bị quốc hội điều tra, GDP đang bị quốc hội điều tra. Là bởi vì những cái này là những cái hệ thống mà phía quốc hội Hoa Kỳ cho rằng đang tìm cách kiểm duyệt tiếng nói của người dân và kiểm duyệt tu chính đáng số 1. Nó sử dụng cái hệ thống chấm điểm này để nó gạt bỏ tất cả những công ty truyền thông bảo thủ. Do đó quý vị, bây giờ các công ty quảng cáo nó sợ dựa trên cái sự đánh giá của những tổ chức này, nó né ra bớt. Thứ hai là tiền quảng cáo được chi ra thì quý vị, nó có phải trách nhiệm phải trải đều từ cánh hữu cho tới cánh tả. Do đó quý vị, bây giờ đám cánh tả không còn được độc quyền như ngày xưa nữa. Tức là quảng cáo bây giờ thay vì 10 đồng chia ra 5 đồng cho cánh hữu, 5 đồng cho cánh tả là hiện tại bây giờ. Ngày xưa đó quý vị, bên cánh hữu chỉ được 2 đồng, bên cánh tả được 8 đồng. Cho nên nó thao túng, nó muốn làm gì nó làm. Nhưng bây giờ tất cả đều bị giám sát trở lại. Thứ nhất là đầu tiên hết là người dân. Những người dân, những người được xem là khán giả, độc giả và thính giả đó, họ là người chọn lựa muốn xem đài nào, muốn nghe chương trình nào. Do đó cái lượng view nó trở thành quan trọng đối với đám này. Nó trở thành quan trọng đối với đám này. Và để có thể lấy được khối khán giả của mọi phía thì bắt buộc phải quay trở lại thái độ trung dung. Thì quý vị, khi nó quay trở lại thái độ trung dung thì những người khác họ chấp nhận, họ vô họ coi. Thì nó sẽ dựa trên cái số lượng view xem để nó đánh giá quảng cáo và nhận được quảng cáo. Thay vì trước đây nó dựa theo cái biểu đồ chấm điểm của những cái tổ chức kia, thì bây giờ các công ty quảng cáo không dựa theo biểu đồ đó nữa, mà họ dựa theo cái lượng view của từng cơ quan truyền thông. Cái lượng xem của đọc
xem hay là nghe của từng cơ quan truyền thông để họ rải quảng cáo qua. Và đây là cái điều kiện trói buộc của các cái quỹ tranh cử. Họ muốn rằng là không cái kiểu mà anh muốn bỏ đâu anh bỏ, anh phải có một cái quy tắc rõ ràng, và cái quy tắc đó như thế nào thì quý vị. Do đó cái tiền quảng cáo năm nay, quý vị nghĩ đi, trong cái mùa bầu cử năm nay nó lên tới cả chục tỷ bạc. Mà trên một chục tỷ này thì quý vị ít nhất là 2/3 chi vào quảng cáo, tức là khoảng 7 tỷ. Và 7 tỷ tiền quảng cáo này rót vào ai? Tất cả các cơ quan truyền thông và truyền thông xã hội. Do đó quý vị, gần như là bây giờ các công ty truyền thông tìm đủ mọi cách để đớp cái miếng bánh quảng cáo này trong mùa bầu cử năm nay. Và có thể con số còn cao hơn nữa. Bây giờ tôi dự tính là 10 tỷ thôi, cho các cuộc bầu cử từ cấp địa phương cho tới cấp toàn quốc thôi. Nhưng mà có thể con số này còn cao hơn nữa, tùy theo cái mức độ gay gắt của cuộc bầu cử. Đó, quý vị thấy, một ghế thượng nghị sĩ bây giờ ra tranh cử tốn vài chục triệu như chưa? Ghế thượng nghị sĩ của đại diện cho tiểu bang đó là tốn vài chục triệu như chưa? Chứ không phải là tốn một vài triệu đâu. Một cái ghế mà lúc trước tranh vào chức nghị viên thành phố thôi, lúc trước tốn chừng 20-30 ngàn, bây giờ tốn lên cả 100 ngàn mỹ kim. Thì quý vị, do đó cái tiền này là hầu hết là tiền quảng cáo. Chính vì vậy quý vị mới thấy được là đám truyền thông này cuối cùng nó vì tiền, cuối cùng nó vì tiền mà thôi. Nó thấy được cái lượng tiền đổ vô cái tranh cử nhiều thì nó tìm cách nó lấy được tiền này. Mà muốn lấy được tiền này bây giờ không phải dễ dàng giống như ngày xưa. Ngày xưa thì nó được thiên vị, cho nên nó sẵn sàng, nó muốn làm gì nó làm. Còn bây giờ quý vị, tất cả những cái sự thiên vị này dần dần bị biến mất bởi do công chúng đánh giá. Và chính những công ty quảng cáo bây giờ họ cũng sợ mất khách hàng. Tại vì ví dụ như Coca-Cola mà ký cho công ty A giao quyền quảng cáo qua, rồi công ty A đó đi mướn tầm bậy tầm bạ vô, khiến cho Coca-Cola bị thiệt hại, giống như trường hợp của Bud Light. Công ty Bud Light là cái công ty sản xuất về bia đó quý vị. Họ giao cho một cái công ty đại diện để mà rải quảng cáo và PR, tức là quảng bá cho sản phẩm của họ. Công ty này đi mướn một người chuyển giới tính làm đại diện. Thì cuối cùng công ty Bud Light bị kẹt ở chỗ là bị tẩy chay, mất hết mấy chục tỷ. Thì quý vị, nó là một thí dụ điển hình. Cho nên các công ty bây giờ đưa quảng cáo, họ trói buộc với những cái công ty quảng cáo. Tôi đưa toàn bộ cái quảng cáo công ty của tôi cho anh quản lý. Nhưng ABCD, các anh không được làm những cái chuyện này, tại vì nó ảnh hưởng tới công ty của tôi. Do đó các công ty quảng cáo bây giờ không thể thao túng được nữa, họ sẽ mất khách hàng. Do đó quý vị, họ phải thay đổi quy tắc lại, không đặt ra những quy tắc theo kiểu gọi là theo cái tư tưởng khuynh tả được nữa. Nếu như họ muốn tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng, từ Samsung cho tới Intel, cho tới Coca-Cola, Bud Light, Target, những hệ thống bán lẻ, Costco v.v. Bây giờ họ đưa những cái quảng cáo của công ty họ cho những công ty quảng cáo, họ đặt lại quy tắc, tránh gây tổn hại cho họ. Chính vì vậy mà quý vị, bây giờ gần như là muốn lấy được quảng cáo, nó không còn có sự thiên vị giống như ngày xưa nữa. Nó bị giám sát chặt chẽ hơn, và nó căn cứ trên cái lượng độc giả, khán giả, thính giả nhiều hơn. Chính vì vậy mà bây giờ các công ty truyền thông, bây giờ quý vị thấy thái độ của nó trở nên trung dung hơn. Thực tế quý vị, nó nghiêng về đồng tiền nhiều hơn. Nó muốn đớp cái bánh quảng cáo nhiều hơn thôi. Chứ không phải là nó đổi thái độ, nó trung dung hơn, nó có thiện cảm với lại phía bảo thủ hơn. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu quý vị. Sau bầu cử xong, nó trở lại cái hình hài cũ của nó thôi. Bây giờ chẳng qua chỉ vì cái bánh quảng cáo, nhưng mà sau bầu cử rồi quý vị, nó sẽ đổi thái độ khác hàng. Đây là cái bản chất của đám truyền thông. Và vì để đớp được cái bánh quảng cáo, để có được view, nó sẵn sàng kích động tất cả mọi thứ. Và tôi từng nói quý vị, thủ phạm gây ra bất ổn xã hội tại Hoa Kỳ nhiều nhất chính là đám truyền thông. Nó sẵn sàng kích động đủ mọi thứ để nó có được cái lượng người xem đông, để nó có được cái rating cao. Do đó quý vị, nó sẵn sàng có những cái bài kích động, những cái bài thúc giục, và nó là biểu tình ôn hòa nhưng cuối cùng là bạo động. Đây chính là những cái trò của đám truyền thông cho mỗi mùa tranh cử. Do đó những cái gì mà nó đưa ra bây giờ, quý vị nghĩ rằng nó trung dung, nó chưa chắc trung dung. Ok quý vị, đó là cái bài và nói chuyện của tôi liên quan tới cái giới truyền thông năm nay, tại sao dịu giọng
đối với lại phía của Đảng Cộng Hòa và phía của ông Trump là bởi vì cái bánh quảng cáo năm nay quá lớn. Có thể nói là bánh quảng cáo năm nay quá lớn, lớn kỷ lục trong tất cả các mùa bầu cử của Hoa Kỳ. Do đó đám này nó muốn đớp càng nhiều càng tốt. Vì vậy nó đổi nhà, nó tạm thời đổi cái thái độ thôi. Nhưng mà sau mùa bầu cử năm nay thì nó back on track, nó lại trở lại cái bản chất cố hữu của nó. Thì đây chính là những cái gì mà tôi chia sẻ với quý vị.